Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay tại tiệm McDonald's có tham gia hai bánh sausage hay chicken McGriddles chỉ 3 đồng 50 cent. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị bây giờ đô thị hóa quá nhiều, những cái vùng ngôi nhà mọc lên, những cái khu mà đất trống ngôi nhà mọc lên quá nhiều. Thưa quý vị, có những cái ngôi nhà không trồng cây được từ vì ánh sáng nó không vô được. Thì vừa rồi những nhà nghiên cứu họ đã tạo ra một cái loại ánh sáng LED mà trồng cây ở trong nhà, gọi là N1. Thưa quý vị, là ánh sáng thực vật. Quý vị cũng thấy ở trên màn hình, cuộc sống đô thị hóa là tạo ra cho cây rất là cằn cỗi mà thiếu cái chất carbon rất là nhiều. Giờ mình muốn trồng cây trong nhà thì cũng không có đủ ánh sáng để mà trồng cây. Thì ông ta nói rằng cái yếu tố quan trọng để phát triển cây, phát triển thực vật đó là ánh sáng. Thì ông ta sử dụng cái loại đèn này bắt chước cái ánh sáng của mặt trời để cây có thể sống được, gọi là ánh sáng thực vật. Thì mọi chi tiết thiết kế nó rất là quan trọng và họ được xem xét rất là cẩn thận. Ba nguyên tắc cơ bản của công nghệ chiếu sáng làm vườn được xem xét cẩn thận khi mà họ tạo ra cái đèn N1 này, đó là màu sắc, ánh sáng, thời gian và độ sáng. Cái đèn LED là một ánh sáng phổ bắt chước cái màu sắc ánh sáng ở ngoài mặt trời, và họ được dùng để mà cung cấp đủ cái chất vitamin và tất cả mọi thứ cho cây. Đây là cái loại cái ánh sáng, cái đèn đây nè thưa quý vị. Và bên cạnh đó, người ta cũng dùng cái đèn để mà trồng tất cả những cái loại cây trong nhà, như là cây ăn trái hay là ớt, quý vị muốn trồng cũng đem vô trồng được. Và đây là cái hình mà người ta trồng cái đèn, ta làm ở trong cái chậu luôn thưa quý vị. Nó thiết kế rất là được đưa ra ngoài thị trường và có một cái loại đèn dài luôn nếu quý vị muốn trồng cây xanh ở trong nhà hoặc là trong cái vườn khu nhỏ của mình. Hơn nữa, cái loại cây thực vật này nó rất là hữu ích cho tất cả ai mà ở trong những cái căn nhà, căn hộ mà đô thị hóa không có đủ ánh sáng để trồng cây. Cái này không những chúng ta trồng những cái loại cây kiểng nhỏ nhỏ, chúng ta trồng rau cũng được. Dạ, đúng không? Trồng rau được đâu phải cây đâu không? Dạ. Thường thì cái này nó đã phổ biến rồi chứ không phải không, tại vì một số người ta có những cái hồ thủy sinh á. Dạ. Người ta trồng những cái cây dạng rong rêu này nọ để tạo cái hồ thủy sinh để nuôi những cái con tép nhỏ nhỏ, con cá nhỏ nhỏ ở trong, rất là đẹp thưa quý vị, tạo giống như một cái vườn sinh quyển ở trong cái hồ đó đó. Thì người ta vẫn sử dụng cái đèn LED này và những cái đèn mà giống như có tia UVA, UVB để mà cái tạo cái quang hợp, cái độ sáng để cho những cái cây nó có thể nó quang hợp. Thành ra là quý vị nào mà đam mê về những cái cây này, chúng ta có thể trồng để mà chúng ta mua cái đèn này về chúng ta chiếu, rất là đơn giản, rất là tiện luôn chị. Mà nó nhỏ. Nhỏ nhỏ xinh xinh giống như chị Như Huyền. Khen hoài luôn á, thì không biết sao mà em khen chị hoài à. Mà quý vị cũng khen chị Như Huyền hoài, chị Như Huyền đẹp thiệt, công nhận đẹp, nhỏ nhỏ xinh xinh. Cảm ơn Lê Thái cũng được khen quá trời mà. Đã, cảm ơn quý vị, đâu phải mình nhây đâu. Rồi đến này hai anh chị em mình khen nhau. Đó, vậy. Và quý vị, chúng tôi tiếp tục cái thông tin trong Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Quý vị nào có bao giờ suy nghĩ là sét nó đánh ầm ầm ở ngoài trời kia, nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta trong nhà, chúng ta có bị sét đánh hay không? Nhất là khi mà chúng ta đang tắm. Hơi khó đúng không? Mà cũng có thể có. Dạ vâng. Ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin mà chúng ta tưởng chừng như nó không xảy ra, nhưng nó sẽ xảy ra và có thể xảy ra và vô cùng nguy hiểm nếu như chúng ta không lường trước được cái vấn đề này thưa quý vị. Một số người ta thắc mắc là khi mà chúng ta ở ngoài trời đó, mà trời giông gió sấm sét thì có thể là nó sẽ đánh chúng ta, bởi vì chúng ta ở một cái khoảng không. Chúng ta là một cái điểm duy nhất để mà sét nó có thể nó tựa vào chúng ta, nó dựa vào chúng ta. Nhưng mà thật sự là dùng từ dựa. Dùng chữ dựa. Nghe dễ thương quá quý vị ha. Mà thật sự là nó có thể nó đánh chúng ta, nhưng mà ở trong nhà thưa quý vị thì vẫn không phải là chúng ta gặp sét trực tiếp, nhưng vẫn có nguy cơ bị tấn công qua các đường ống nước mà sét nó đánh thưa quý vị. Sét nó có thể gây ra nhiều các loại thương tích với những cái nguy cơ tử vong khác nhau. Nhưng mà theo cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ á, thì khoảng 10% những người bị sét đánh sẽ thiệt mạng, thường là người ta bị đau tim, bị giật tim á thưa quý vị. Nhiều cái trường hợp bị sét đánh trực tiếp dẫn đến tử vong và những cái dạng khác gây ít tử vong hơn. Thí dụ như là sét nó đánh tiếp xúc nạn nhân khi mà nạn nhân bị chỉ chạm vào vật bị sét đánh thôi, hoặc là sét nó đánh phụ, có nghĩa là sét nó phản xạ từ một cái vật thể khác và nó trúng vào nạn nhân, thì nó cũng vẫn nhẹ hơn là sét đánh trực tiếp vào mình. Hoặc là cái dòng điện từ đất nó xuống, từ sét nó xuống mặt đất thưa quý vị gần đó, và dòng điện nó đi từ cái vị trí mà bị đánh á, nó truyền qua đất nó đến chúng ta, thì đó cũng là một trong những cái nguyên nhân nó gây chúng ta bị sét đánh. Nhưng mà cái vấn đề mà tử vong nó cũng
rất là hiếm có, nhưng mà nó gây chúng ta bị thương nặng cũng có, nhưng mà tử vong thì cũng hiếm, bởi vì nó không đánh trực tiếp. Sấm sét nó cũng có thể gây ra những hậu quả giống như là chúng ta bị thủng màng nhĩ hoặc là bị chấn thương. Nếu như mà chúng ta bị ngã xuống thì chúng ta cũng sẽ bị chấn thương nếu như chúng ta bị sét đánh. Và đặc biệt là khi mà chúng ta tắm trong nhà, thưa quý vị, nếu như mà người tắm không biết á, thì chúng ta sẽ bị đánh trực tiếp. Nhưng vì hệ thống ống và kim loại đó, thưa quý vị, nó đóng như là một cái vai trò mà chúng ta dẫn điện, để mà nó dẫn điện, thưa quý vị. Thành ra là sét nó thường đi theo cái con đường mà ít bị cản trở nhất, là thường là qua dây điện hoặc là hệ thống ống dẫn. Do đó thì nó có thể di chuyển qua các đường ống và tấn công chúng ta khi mà chúng ta đang tắm ở trong nhà. Và các loại kim loại là cái ống dẫn nước, nó cũng thể mang cái dòng điện đi từ trên nó đi xuống. Và điều này đồng nghĩa là nếu như một người chúng ta đó, mà chúng ta đang tắm vòi sen hoặc là chúng ta đang tắm trong bồn tắm á, thì điện nó có thể đi qua các đường ống vào trong nước và gây nguy hiểm, có thể gây cho chúng ta bị tử vong luôn. Và theo cơ quan CDC khuyên mọi người rằng là chúng ta nên tránh xa cái vòi hoa sen hoặc là cái hệ thống ống nước khi mà có dông sét ở ngoài trời. Và các chuyên gia người ta đưa ra lời khuyên rằng nếu như mà chúng ta thấy tiếng sấm, thưa quý vị, mà chúng ta đang ở phạm vi đủ gần để mà sét nó chạm tới vị trí của mình, thì chúng ta có thể nên né ra cái chỗ, cái vị trí đó và xa hơn cơn dông từ khoảng là 4,8 cho đến 16 km để mà bảo đảm cái an toàn của chúng ta, để mà khi mà chúng ta không có được gần nó quá và không phải là cái trọng tâm để mà nó đánh chúng ta. Và sau đó thì chúng ta có thể tắm khoảng 30 phút kể từ khi mà chúng ta nghe cái tiếng sấm cuối cùng, thì chúng ta sau đó 30 phút chúng ta có thể đi tắm được. Và cái người tắm trong dông bão thì không phải là luôn luôn nào cũng bị sét đánh, thưa quý vị, nhưng mà điều này nó có thể xảy ra, lúc nào cũng có thể xảy ra cả. Và theo Ron Holler, nhà khí tượng từng làm việc tại NOAA, hàng năm thì có khoảng từ 10 cho đến 20 người ở Hoa Kỳ chúng ta đã bị sét đánh khi mà những người này đang sử dụng các thiết bị giống như là vòi nước hoặc là tắm trong bồn. Trong lúc mà dông bão nó tới thì những người này bị đánh chết trực tiếp ở trong bồn nước luôn, và khi mà đang tắm vào sen. Thật ra chúng ta nên cẩn thận, nếu như mà chúng ta đang tắm ở những cái khu vực mà đang có sấm chớp thì chúng ta nên ngừng lại và chúng ta nên đợi sau khi sét khoảng 30 phút thì chúng ta có thể tắm. Cảm ơn Lê Thái rất là nhiều. Tìm khi mà cái chuyện này xảy ra thì nhớ đừng có đi tắm nghe, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp đó là một trong những bản tin sắp tới mùa hè, đó là hoa dại. Những cái loài hoa, những cái cây hoa trong vườn mình rất là thích trồng, phải không thưa quý vị? Nhưng mà trời nóng quá và bữa nay là bị tưới nước rất là ít nữa, là bị cấm tưới nước nữa. Một ngày tưới chỉ có một lần hoặc là hai lần mà thôi. Thì vừa rồi Airwick là một công ty hợp tác với là Động vật Hoang dã Thế giới, và Airwick đây là họ thường mỗi năm họ hay trồng tất cả, họ trồng lại tất cả các hệ sinh thái ở phía bắc của nước Mỹ, gọi là Great Plains, đồng bằng phía bắc nước tiếng Mỹ gọi là Great Plains, thưa quý vị. Thì họ trồng lại tất cả những cái loại hoa, tất cả loại những cái loài cây. Thì họ vừa rồi họ sẽ gửi cái hạt giống là free cho tới những người mà những ai điền vô trong cái đơn của họ. Thì trong cái đơn của họ là họ cần có những cái trường hợp như là quý vị chụp cái hình mà quý vị trồng cây ở xung quanh quý vị, hoặc là cái khu vực mà quý vị đang ở có những cây hoa dại nào, thì quý vị trồng và share cái ảnh trên cái website của Airwick. Airwick tức là cái tên này nè thưa quý vị, đây là cái tên Airwick này, quý vị lên trên website thì họ sẽ gửi những cái giống cây cỏ lạ rất là đẹp và hoa tới cho quý vị, cho những quý vị nào mà thích trồng hoa, thích trồng cây cây cảnh ở trong nhà thì họ sẽ gửi free cho quý vị. Thì Airwick đã hợp tác để mà trồng lại tất cả những cây cối ở những khu đồng bằng phía bắc của nước Mỹ. Họ là một trong những cái công ty bảo vệ cái hệ sinh thái trong vòng 10 năm vừa rồi. Thì những cái mẫu đơn mà được nộp thì họ sẽ gửi cái giống hoa về cho quý vị tới mỗi nhà mà không phải trả tiền và cho free cho tới cuối mùa hè này. Wow. Cho free, mà chị cũng nên phổ biến cái trang web, có hồi nãy chưa có đọc trang web cho quý vị khán giả. Dạ, Airwick, quý vị thay cái chữ Airwick. Airwick. Dạ. Airwick. Spell đó. Đây nghe này quý vị, như chiếu cái hình mình có thể mình nhờ cái bên phòng kỹ thuật, khi mà tại vì chương trình này thì ok Airwick, thưa quý vị, quý vị trên thấy trên màn ảnh là cái chữ Airwick thì chúng ta có thể chúng ta đăng nhập vào đây để chúng ta nhận được những cái hạt giống free. Nhớ chụp hình share những cái gì mà xung quanh mình có mình được giống free rồi thưa quý vị, giống đi ra mua mắt lắm. Giống hoa free. Giống hoa phi, giống hoa cỏ dại nữa. Chứ người ta tưởng là đi bỏ giống free thì nó kỳ lắm, mình đi lấy giống free thì nó kỳ lắm. Lấy giống của hoa free, thưa quý vị. Dạ vâng, và thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 2 Cà phê sáng của tuần. Nhiên và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.